Xin chào tất cả các bạn nha. Trước khi vào video, các bạn nhớ bấm like, đăng ký để cập nhật những video mới nhất từ mình nhé. Tiếp tục video này, mình giới thiệu cho bạn tham gia một trận góp nhận 4 triệu thúc cần có ký hiệu là code Rewi nè các bạn. Thì để tham gia giải hôm nay, các bạn click phần link mô tả dưới video mà tôi đang start chatbot nè. Bấm son này góp. Rồi, nhiệm vụ đầu tiên các bạn son kênh group kênh seller các bạn. Rồi đây các bạn lưu cấp tra các bạn, bấm I am a spot nè. Rồi các bạn bắt đáp lên các bạn. Tiếp tục các bạn xoay tiếp kênh seller nè. Rồi các bạn bắt đáp lên nè. Tiếp tục follow Twitter và tăng 3 người bạn vào các bạn. Trên Twitter nè các bạn theo dõi nè. Tập cận này đang bán phi sale các bạn. Rồi các bạn like nè. Các bạn chia sẻ như tweet nè. Các bạn tăng 3 người bạn mình vào các bạn. Rồi các bạn bắt đáp lên nè. Tiếp tục follow Instagram nè. Nhiệm vụ hơi khá là nhiều các bạn. Rồi trên Instagram các bạn theo dõi nha các bạn. Rồi các bạn bắt up lên nè. Các bạn follow Reddit nè. Trên Reddit các bạn follow nha các bạn. Rồi các bạn bắt up lên nè. Tiếp tục son kênh seller nè. Rồi tiếp tục follow Twitter và Twitter nè. Xin ngồi gấp ta. Rồi các bạn lướt xuống các bạn tìm cái bài của nó nha các bạn. Nhận 4 triệu code QR nè các bạn. Nhấn like cho bạn tweet lên nha các bạn. Rồi các bạn mở. Các bạn bấm vào Research nè. Rồi các bạn nhấp vào đây các bạn coi hình bot. Bot là cái hộp hết ta. Rồi. Và địa chỉ email của các bạn vào các bạn. Nếu bạn nào không biết cái cấp tra thì các bạn dùng Google dịch, các bạn dịch từ đó các bạn cho cấp tra đi lướt qua cấp tra các bạn. Rồi tiếp tục mình gửi địa chỉ GBB Smart Chain B20 nè. Chatbot. Tiếp tục mình gửi đường link profile tại Twitter mình nha các bạn. Rồi sao nhiều giấy tờ. Rồi các bạn nhấp vào bài bên cùng. Các bạn chấp cho chia sẻ, các bạn sao chép Twitter mình nha các bạn. Giờ bạn gọi lên chatbot nè. Tiếp tục các bạn gửi lên link retweet nè. Để mình coi cái bài retweet nào. Coi cái bài retweet đầu tiên nha các bạn. Các bạn lướt xuống các bạn chia sẻ cái bài retweet để tăng 3 người bạn nè. Rồi bạn gọi lên chatbot nè. Submit you. Rồi bạn bấm Ehsonet nè. Tiếp tục gỡ Instagram, gỡ đường link Instagram mình các bạn. Thì các bạn vào Instagram mình nè. Rồi các bạn nhấp vào ảnh avatar của mình nha các bạn. Các bạn nhấp vào ba anh cục nè. Các bạn sao chép cái đường link Instagram mình nè. Rồi bạn gỡ lên chatbot nè. Không có gì khó hết chứ các bạn. Tiếp tục get it chứ. Rồi các bạn bấm email sonet nè. Rồi các bạn gỡ đường link get it. Thì các bạn nhấp vào get it. Thôi các bạn. Rồi bạn nhấp vào bao anh cùng nè, nhấp vào anh avatar mình nè. Rồi các bạn nhấp vào bao anh cùng nè. Các bạn sao chép đường link edit mình thôi các bạn. Để nó kiểm tra mình có follow nó không các bạn. Rồi. Anh hiểu số net nha các bạn. Nó có số kênh chỉ là không muốn số anh hiểu số net. Rồi hỏi có follow không các bạn, hay cho nét tiếp tục các bạn. Rồi tiếp tục các bạn bấm vào menu các bạn, bấm balance để check số cộng cũng được các bạn. Mình đã nhận được 4.000 tốc cần code Rewi. Ok các bạn, việc lên ghép chia sẻ em về và người thân để kiếm những tốc cần nha các bạn. Vì video mình đã chia sẻ cho các bạn nhận 4 triệu tốc cần code Rewi đến đây mới kết thúc các bạn. Mình chào tạm biệt các bạn, hẹn tất cả các bạn vào những video clip tiếp theo từ mình nhé.